Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cổ Sài Gòn nha. Như trên màn hình quý anh chị xem có câu hỏi của anh khách đặt ra là hiện tại còn không anh vào ngày 28 tháng 5 và hôm nay là ngày 7 tháng 7 thì lý do tại sao một con xe mà hôm đó là biển số khác mà hôm nay lại biển số khác. Đấy thì quý anh chị biết thì cùng comment đổi ý kiến quan điểm với em nha. Đấy hoặc là xem đến cuối clip em sẽ chia sẻ cho quý anh chị lý do tại sao xe đó thời điểm đó anh khách hỏi xe thời điểm đó thì còn và biển số nó là 51K và hiện tại là biển 60. Đấy xe này là gốc thành phố nha quý chị. Đấy sang tên thì đổi tốn 20 triệu tiền biển. Đấy thì nếu như mà quý chị chọn xe này thì tiết kiệm so với xe thời điểm đó khoảng đâu đó khoảng 30 triệu nha. Đấy thời điểm đó thì bên em chào bán con này khoảng tầm 930, hiện tại bên em đang chào bán cho quý chị 800, hơn chính xác là gần 900 nha, cho một con xe sedan D mà nó là thiết kế rất là đẹp mắt luôn, rất là chiều chuộng người tiêu dùng nha, công nghệ sành thì miên man luôn. Đấy thì trước mắt của anh chị đây là một con Kia K5 phiên bản 2.5 Cityline đời 2022 nha anh chị. Đây siêu lướt luôn, đi chỉ mới đâu đó có 7.300 km, có nghĩa là anh khách này mua về và dùng chỉ đi có khoảng đâu đó khoảng tầm 300 400 cây à, khoảng 400 km thì lỗ chắc chắn sẽ hơn cái mốc 30 triệu đó nha. Tại vì quay đầu thì tính cơ bản này của anh chị tính là đâu đó khoảng tầm 8 đến 10% thì chắc chắn anh chủ này lỗ khoảng 90 triệu nha. 90 triệu cho một xe mi 30.000 km. Xe này chia sẻ thật luôn với quý anh chị nha, xe này anh chủ mua về bấm biển xong là giao lại xe bên em, tại vì do vấn đề mà kẹt tài chính nha anh chị nên là xe này có biển số mới, xe này chính xác là hai chủ nha, nhưng mà chỉ mới đi có 7.000 km. Không có phải là xe lỗi hay là đâm đụng ngập nước nhưng mà quay đầu nha, mà hay là trả xe nha quý chị. Xe bên em cam kết cho quý chị bằng giấy tờ nhân bản có một công ty rõ ràng nha, chứ không phải nó mượn xu nha, nên là đảm bảo cho quý chị yên tâm tuyệt đối nha. Nên là nếu như được thì cân nhắc con xe này, giá thành phải nói là rất là hợp lý luôn. Đấy Kia K5 phiên bản 2.5 Cityline là đợt phiên bản cao cấp nhất, cam 360, cảm biến bi led dãy 3 tầng rất là sắc nét luôn. Đấy cái ga lăng quý chị xem nhìn rất là hầm hố nha, màu xám xi măng thì rất là bóng bẩy nha. Màu này thì em nghĩ là sedan D Kia K5 này rất là phù hợp cho quý anh chị trẻ dùng nè, đi rất là cá tính luôn. Đấy anh chị trẻ doanh nhân thật đạt thì nên cân nhắc con xe nha, vỏ lốp chắc chắn này, vỏ zin theo xe luôn nha quý anh chị, vỏ là vỏ này vỏ Continental nha, vỏ Continental mâm 18 lốp là tầng thứ 46 của năm 2021, là cuối 2021 nha quý anh chị, xe sản xuất 2022, 4 phanh đĩa trước sau, đăng kiểm còn đến tháng 11 2024, đường bộ tháng 5 2023 vô tư dùng nha. Đấy màu xám xi măng rất là bóng bẩy liền lạc đồng mà trực tiếp ra sao. Thiết kế của Kia K5 thì rất là bắt mắt nha anh chị, xe Hàn Quốc thì lúc nào cũng chiều chuộng người tiêu dùng hết. Đấy thiết kế thì luôn đáp ứng cho anh chị, công nghệ an toàn xe thì dư dùng cho anh chị. Đấy cam lùi cảm biến lùi đầy đủ luôn. Đây biển số mới bọc lại nha anh chị, biển trước là biển 51K nha, thì nãy em có quay cho màn hình đó anh chị xem, góc nó là góc thành phố nha anh chị, sang tên thành phố đổi tốn 20 triệu tiền biển nha. Ủa, sao nó khóa hả? Để ra trước em mở cái thằng khóa lóc cửa, thằng này nó đang mở khóa lóc cửa. K5 thì nó hiện đại lắm quý chị, công nghệ an toàn trên xe nó nhiều nên là nhiều lúc mà mình phải xử lý nhiều khâu để cho nó đảm bảo an toàn nha. Có phải nói rất là rộng rãi luôn, thoải mái dùng, nó sẽ cua đầu ngày con nội tao quay là chưa dùng một lần nào luôn nhé. Đấy rất là mới luôn. Xe được trang bị cho mình là động cơ 2.5 lít cho ra công suất đâu đó 191 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, lâm quanh mức cho hai nhiên liệu đây quý chị. Ở đâu rồi để em đọc cho quý chị xem nha, nó có hơi chói xíu. 5 lít tư đường ngoài đô thị, 7 lít được kết hợp và 9 lít 7 thằng trong đâu nha, rất là hợp lý cho với so với cái động cơ mà 2.5 nha, đi nó vận hành nó im. Đấy trên cái những dòng xe CND này nó xác nó hơi nặng xíu thì nên cân nhắc động cơ 2.5 nha, đi nó sẽ đầm hơn thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ nhỉnh một xíu thôi nha chị, không chênh lệch nhiều. Đấy đặc biệt trên cái bản City Line là được trang bị cho mình là ghế da màu đỏ nè, rất là thể thao luôn, có với chị có với vài cái đường răng đen nè, rất là bắt mắt nha. Có lót thảm sàn sẵn tràn nguyên zin, cửa nóc full, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cổng sạc, cửa gió điều hòa đầy đủ nha. Cái hàng ghế bên đây là chỉnh được cái ghế phụ hướng lên hướng xuống thoải mái nha anh chị. Đấy ghế này ghế dạng ông chủ khách VIP nha anh chị, có rèm luôn. Cái lái được trang bị cho mình là ghế chỉnh điện 10 10 10 hướng nha, ghế chỉnh điện 10 hướng. Hai vị trí ghế rõ ràng, hệ thống âm thanh nghe trên K5 rất là sướng nha anh chị. 12 lo bâu nha.
12 lo bâu dỗ thì phải nói là về luôn. Công nghệ trên xe thì miên man ABS, LBD, camera điện tử hỗ trợ độ đều, cảm báo va chạm trước sau, 6 túi khí an toàn trên phiên bản, trên tất cả các phiên bản luôn nha anh chị. Đây, tay lái vô lăng thiết kế kiểu dạng đa cách nè, rất là thể thao luôn, rất là nhiều phím bấm, nghe nhạc đàm thoại bên tay vui cần cho ra đề động, là ISO sau lăng đầy đủ nha. Để có cái logo cái City Line đây, ô lô chuẩn 7.204 km. Cái xe này lúc em bán hồi mới đây thôi, mới đây thôi, lúc bán là ô đô là 6.918 km, có nghĩa là anh chủ đi, có nghĩa là xe này bên em chạy lên Đồng Nai bấm số sang tên đầy đủ rồi, có nghĩa là anh chủ đi đâu đó khoảng tầm mấy chục cây thôi, trăm trăm mấy cây thôi mà bán lại thì lỗ mất hết 90 triệu. Thì quý anh chị là người dùng phía sau này thì nên cân nhắc nha, quý anh chị được cái phần khấu hao cũng khá là đáng kể luôn, trang bị màn hình zin theo xe tích hợp rất là nhiều tính năng, xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ thoải mái nha, điều hòa tự động hai dòng độc lập đấy, phanh tay điện tử auto hold cam 360, cảm báo va chạm phía sau, số tự động đấy, màn hình nè, đèn auto start stop, sạc không dây đấy, xe ghế, xe vô lăng, à không có xe vô lăng nha anh chị. Chế lái thì bao gồm là 5 chế độ luôn nha: Eco, Comfort, Sport, Custom, Smart. Custom thì điều chỉnh theo cái tùy thích cho của anh chị, thoải mái. Đấy. Cửa sổ trời, đặc biệt hơn hết là được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama nha anh chị. CND thì chắc chắn là chỉ có K5 là được trang bị cửa sổ trời sáng xe nha. Chị em trẻ nhỏ, người lớn tuổi thì rất là thích luôn. Tổng thể xe rất sạch sẽ, gần như là chỉ thua mỗi xe mới nha anh chị. Rồi bây giờ chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo, là có động cơ 2.5 lít cho ra công suất đâu đó 191 và lực đi kèm số tạo 8 cấp nha anh chị, máy nổ rất là êm luôn đấy. Động cơ Smart Trim, động cơ mới về thành công Technology, động cơ Smart Trim, động cơ mới nha. Không ấy các chị mới nói là nguyên xe nha, tất cả các xe bên em bán thì đều cam kết chất lượng cho anh chị, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thì kích hồ sơ pháp lý rõ ràng, ba tác hãng Trung Quốc bằng giấy tờ dân bản, có một công ty rõ ràng chứ không phải nhắn mình xô nhau anh chị, nên là đảm bảo cho anh chị yên tâm tuyệt đối khi mua bán trao đổi xe bên em nha. Đấy. Rồi tổng cái luôn trước mắt quý anh chị, đây là một con Kia K5 phiên bản 2.5 City Line đời 2022, xe đi lướt mới 7.200 km thôi nha quý anh chị. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho con này là hơn 800, chính xác là gần 900 triệu nha. Đời 2022 thì bên em vẫn còn hỗ trợ cho quý anh chị vay trả góp ngân hàng thoải mái nha, vay được 70% giá trị xe. Thì đối với xe này á, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước với em đâu đó khoảng tầm 300 đến 320 triệu là quý anh chị đã có thể sở hữu ngay một xe. Xe này hạng D, thiết kế phải nói rất là đẹp mắt luôn, công nghệ sàn thì miên man luôn, cam lùi cảm biến lùi đầy đủ luôn. Xe cái này là gốc Sài Gòn nha anh chị, xe mà chủ trước là gốc Sài Gòn ấy, chủ này mới sang tên xong mà lỗ hết mắc cái phần khấu hao đâu đó khoảng 90 triệu, thì quý anh chị người dùng đâu đó lại được phía sau đâu đó khoảng tầm 30 triệu nha, so với cái xe mà thời điểm đó em bán là 903, hiện tại bên em đang chào bán là hơn 800, gần 900 đấy. Rồi cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha, nhớ cho xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhắc má lô trong đất sớm nha, từ 5 chỗ 7 chỗ bán tải dòng cao gầm thấp, máy xăng máy dầu số sàn số đồng vậy, gần 70 đầu xe để phục vụ anh chị, nhớ nhắc má lô, em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất cũng như là chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của anh chị nha. Rồi bye bye anh chị nha.